Chào mọi người, không biết có ai thích ăn xôi mặn giống mình không nè. Nếu mà có thì vào bếp cùng mình làm nha. Xôi mặn thì nói chung là có rất là nhiều cách nấu luôn, nhưng mà hôm nay mình sẽ nấu theo cách nó hơi healthy một tí. Nói giỡn thôi chứ xôi mà healthy kiểu gì cho nổi. Mình hay nấu xôi tùy hứng lắm, giống như là có bữa thì đổ hết vô nồi cơm điện nấu, có khi thì bỏ lên sửng hấp, hoặc là nấu chảo như ngày hôm nay. Nhưng mà lý do mình nấu chảo là vì mình thèm cơm cháy. Mọi người có thể thay thịt ức gà bằng thịt heo hay là thịt đùi gà sẽ ngon hơn nha. Trứng thì mình ướp la hay là luộc hồng đào. Tại vì bữa nay mình làm món Nhật chung á, cho nên là chiên luôn như vậy nó sẽ tiện. Bình thường mình chỉ nấu có 3 nguyên liệu là lạc xưởng, thịt đùi gà với nấm đông cô thôi là đủ bao ngon luôn rồi. Nhưng mà bữa nay mình quay clip á, cho nên bày vẽ ra một tí. Rồi tới cái khúc quan trọng rồi nha. Nếp thì mọi người xào khoảng 5 phút, 10 phút gì đó nha, cho nếp nó ngấm gia vị. Sau đó mình sẽ đổ 250ml nước thôi, rồi mình dặn với lửa nhỏ mình nấu khoảng 15 phút. Sau 15 phút mình dỡ ra, rồi mình trộn đều một lần. Sau đó mình sẽ cho thêm 50ml nước nữa, rồi mình nấu thêm 15 phút nữa là xôi chín. Bao ngon luôn. Lý do nấu như vậy là để cho có phần cơm cháy á, mà xôi của mình nó mềm ngon lắm. Còn nếu mọi người không thích nó ăn cơm cháy thì cứ xào nếp, xào gia vị xong hết rồi mình cho lên sửng hấp hoặc là cho vô nồi cơm điện nấu nha. Còn nếu như mà muốn ăn thêm cơm cháy nữa thì cứ làm như vậy. Lấy cái đợt cơm cháy đó ra rồi bật lửa nhỏ để thêm 10 phút nữa lại có thêm cơm cháy ăn nữa. À quên nữa, điểm quan trọng là mọi người phải có chảo chống dính và nắp nha, nồi cũng được nữa. Cơm cháy này ngon ghê chưa? Thôi mình ăn đây, cảm ơn mọi người đã xem hết video nha.